Shin, cậu bé bút chì, Kung Fu Boy, Miramen đại chiến. Vâng, một cái tên phải nói là rất dài. Chính là bộ phim hoạt hình duy nhất được công chiếu trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, bố mẹ cần cân nhắc nếu muốn cho các bé dưới 16 tuổi khi xem bộ phim này. Bởi vì theo như mình nghĩ thì tác phẩm này lần này nó phù hợp với những bạn trên 16 tuổi thay vì dán nhãn P của nhà sản xuất. Fan của bộ truyện Shin, cậu bé bút chì đã quá hiểu rõ tính cách hài hước lầy lội và có phần hơi bựa của nhóc Shin. Vậy nên khán giả có thể dễ dàng đoán được Shin, cậu bé bút chì, Kung Fu Boy, Miramen đại chiến sẽ là một bộ phim hài hước và thật sự, nó đã chứng minh rằng người xem có những tràng cười bể bụng cùng với Shin và nhóm bạn của mình. Nội dung của bộ phim là câu chuyện về người dân thành phố Kasukabe bỗng trở nên cuồng Miramen quá mức, không được ăn mì sẽ trở nên rất cáu gắt và bạo lực, còn khi nhìn thấy Miramen sẽ tranh nhau ăn như bị bỏ đói cả năm trời. Tuy nhiên điểm rất lạ là tất cả mọi người đều chỉ thích mì ramen của quán gấu đen mà không ai có thể giải thích được điều kỳ lạ này, nó đến từ đâu. Tất cả người dân của Kasukabe như bị yểm bùa và ngay cả cô nhóc em gái của Shin cũng như vậy khi cô bé vô tình ăn phải mì ramen gấu đen. Trước tình hình này thì Shin đã đưa cô bé đến gặp Ran, người đã tiến hành nghiên cứu mì ramen gấu đen và đồng thời cũng là sư tỷ của cậu nhóc tại võ đường nơi cậu bé học môn võ mềm mại Đại Pháp. Chính vì tò mò về điều bí mật ẩn giấu đằng sau tô mì ramen, Shin và nhóm bạn của mình đã quyết định thâm nhập vào cơ sở sản xuất mì của gấu đen, đồng thời phát hiện ra bí mật khiến cho tất cả mọi người đều bị mê hoặc sau khi ăn mì ramen gấu đen. Nhưng không may mắn nhóm bạn bị phát hiện và bị truy đuổi, từ đó gây liên lụy cho cả gia đình Shin. Cả gia đình trở thành đối tượng bị truy nã số 1 tại Kasukabe. Trước tình hình nguy hiểm bị bao vây từ tứ phía, gia đình Shin và Ran đã quyết định đến Trung Quốc để tìm lại động mềm mại và lĩnh hội tinh túy cuối cùng của môn võ mềm mại Đại Pháp với hy vọng có thể đánh bại được người đã tạo ra mì ramen gấu đen. Cuộc hành trình đã khiến cho câu chuyện rẽ sang một hướng khác, khiến cho người xem phải bất ngờ và không thể đoán trước được cái kết của bộ phim sẽ có kết cục như thế nào. Và rõ ràng là cái kết của bộ phim chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người xem phải bất ngờ đấy. Có thể nói đây là một bộ phim hài hước với những tình huống lầy lội đến từ các nhân vật trong phim, đặc biệt là Shin. Khán giả sẽ có những phút giây thoải mái khi thư giãn theo dõi bộ phim này. Tuy nhiên bộ phim lại sử dụng một số ngôn từ khá bựa nên mình nghĩ bộ phim này nên dán nhãn 16+, nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Đây cũng chính là tác phẩm chuyển thể và giữ gần như nguyên vẹn nội dung của truyện nên kịch bản của phim khá đơn giản, không có nhiều cao trào cần có trong một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Vậy nên khán giả theo dõi phim nên bỏ qua những yếu tố về nội dung và cười thoải mái với những gì Shin đã mang lại, rất phù hợp để có thể giải trí sau thời gian làm việc vất vả. Phần lồng tiếng của bộ phim được thực hiện khá tốt, truyền tải được cảm xúc của các nhân vật trong từng lời thoại. Những ca khúc được chuyển thể sang bản tiếng Việt trong phim cũng khá ổn khi phần ngôn ngữ và giai điệu khá ăn khớp với nhau. Tuy nhiên dàn diễn viên lồng tiếng vẫn mắc phải một lỗi nhỏ, đó là một số đoạn lồng tiếng phát âm chưa rõ, đặc biệt là tên các nhân vật nên những khán giả chưa đọc truyện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhớ tên các nhân vật trong phim. Hình ảnh của bộ phim Shin, cậu bé bút chì, Kung Fu Boy, Miramen đại chiến được dàn dựng khá đơn giản nhưng lại có màu sắc bắt mắt, rất thích hợp với đối tượng khán giả nhỏ tuổi. Các nhân vật như được nhấc từ trong truyện chuyển lên màn ảnh với những biểu cảm y như người đọc tưởng tượng khi đọc truyện. Trái ngược với phần hình ảnh được xử lý tốt thì phần âm thanh của bộ phim chưa thực sự ấn tượng với khán giả. Tác phẩm có cố gắng sử dụng âm thanh vòm nhằm tăng thêm hấp dẫn trong những cảnh chiến đấu, song vì không được xử lý tốt nên phần âm thanh lúc xuất hiện lúc không và khi xuất hiện lại chỉ giống như được phát từ một chiếc loa ở bên rạp vậy. Rõ ràng thì Shin, cậu bé bút chì, Kung Fu Boy, Miramen đại chiến chính là một bộ phim hoạt hình hài hước dành cho những ai yêu thích cậu nhóc Shin nghịch ngợm. Khán giả sẽ có những phút giây giải trí thoải mái khi đến rạp để có thể theo dõi bộ phim này. Hiện nay thì phim đang được công chiếu tại Tod Cinema cùng với các rạp chiếu phim khác trên toàn quốc. Các bạn hãy đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại trong những video review các tác phẩm còn lại trong tháng 9. Xin chào!